Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy và học môn tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, gần 85% học sinh lớp 5 được học tiếng Anh đủ 4 tiết một tuần với chương trình học phù hợp năng lực đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoảng 40% học sinh lớp 1 và 2 đang tiếp cận, làm quen với tiếng Anh thông qua những tiết dạy kết hợp linh hoạt giữa chơi và học. Với học sinh lớp 3 và 4, 100% cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức dạy học bắt buộc môn tiếng Anh, đảm bảo các yêu cầu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục khuyến khích các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện xã hội hóa trong dạy học môn tiếng Anh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tăng khả năng tiếp thu của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường.